Thưa các đồng chí, thưa quý vị và các bạn, chuyên mục về chủ quyền an ninh biên giới kỳ này xin giới thiệu đến các đồng chí và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng. Lễ khởi công dự án nâng cấp tuyến đường Đắk Man Đắk Lô, huyện Đắk Lây. Và cuối cùng là phóng sự tác đồn biên phòng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi trung sức xây dựng nông thôn mới. Và bây giờ, kính mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời gian qua bộ đội biên phòng tỉnh đã triển khai tốt công tác đối ngoại biên phòng góp phần quyết định hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia cụ thể bộ đội biên phòng tỉnh thường xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Attapeu, Sekong của Lào và Ratanakiri Campuchia duy trì nhiều đợt tuần tra chung qua đó đã xử lý kịp thời nhiều vụ việc liên quan đến chủ quyền biên giới tổ chức thăm trao đổi thông tin theo định kỳ và tổ chức hội đàm gặp mặt và hỗ trợ nhiều phần quà có ý nghĩa thiết thực như trao tặng hỗ trợ vật tư y tế thuốc chữa bệnh lương thực thực phẩm trị giá hàng tỷ đồng tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về quản lý bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm Tích cực tham mưu cho lãnh đạo tỉnh và bộ tư lệnh bộ đội biên phòng không ngừng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội vùng biên giới, tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân nâng cao ý thức chấp hành hiệp định, hiệp nghị về quy chế biên giới Việt Nam Lào Campuchia, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Con Tum đã tổ chức lễ trao quyết định thăng quân hàm sĩ quan cấp trung tá, thiếu tá và cấp úy năm 2023 cho 85 quân nhân. Đây là sự ghi nhận những công lao đóng góp của các sĩ quan đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng nói chung, Bộ đội Biên phòng tỉnh Con Tum nói riêng, đồng thời khẳng định sự nỗ lực phấn đấu trong học tập rèn luyện công tác của các sĩ quan được thăng quân hàm lần này trong thời gian qua các sĩ quan đã không ngừng trao dồi phẩm chất đạo đức cách mạng nâng cao bản lĩnh chính trị trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác khắc phục khó khăn gian khổ tích cực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các cương vị được giao góp phần quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của tổ quốc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh đại tá lê minh chính bí thư đảng ủy chính ủy bộ đội biên phòng tỉnh đã ghi nhận kết quả mà các sĩ quan đã đạt được đồng thời yêu cầu phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo không ngừng trao dồi phẩm chất đạo đức và năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của tổ quốc trong tình hình mới hiện nay Hội đồng huấn luyện kiểm tra trình độ kỹ năng nghề của Bộ đội Biên phòng tỉnh Con Tum đã tổ chức huấn luyện kiểm tra đối với 23 nhân viên kỹ thuật ngành xe máy, quân khí của cơ quan đơn vị. Hội đồng đã tiến hành tổ chức huấn luyện cập nhật một số nội dung quy định mới, quan trọng trong quá trình khai thác sử dụng các trang thiết bị vũ khí có trong biên chế. Việc tổ chức kiểm tra được tiến hành làm hai phần gồm lý thuyết và thực hành. Qua huấn luyện kiểm tra cơ bản giúp nắm chắc các tính năng tác dụng của từng loại trang thiết bị, vũ khí, nắm được cấu tạo, nguyên lý, tính năng chiến thuật của từng trang bị, xử lý các hư hỏng, tình huống thường gặp, quy tắc, quy trình đảm bảo an toàn. Thông qua đợt huấn luyện, kiểm tra này đã đánh giá được trình độ chuyên môn của nhân viên được giao nhiệm vụ tại các đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bộ Chủ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành kiểm tra trình độ kỹ năng nghề năm 2023 cho tất cả nhân viên tham gia kiểm tra. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Con Tum phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Thương mại và Chế biến Lâm sản Thăng Long tổ chức khởi công dự án nâng cấp tuyến đường Đắc Man Đắc Lô, huyện Đắc Lây. Tuyến đường có tổng chiều dài hơn 20 km do Bộ đội Biên phòng tỉnh Con Tum làm chủ đầu tư. Điểm đầu của con đường tiếp giáp với đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Đắc Man, điểm cuối nối vào đường tuần tra biên giới khu vực Mốc 743 tiếp giáp với nước bạn Lào. Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn đường tuần tra biên giới với tổng mức đầu tư 170 tỷ đồng, thời gian thi công 800 ngày. Công trình hoàn thành sẽ góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh ở khu vực biên giới. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, với chủ trương bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới, Thời gian qua, các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đã tham gia tích cực cùng chính quyền địa phương và người dân năm xã biên giới sớm hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Khu vườn của gia đình ông Phạm Văn Long ở xã Đắc Nông trước đây bỏ hoang. Từ giữa năm 2022, đồn biên phòng dục nông đã hỗ trợ cây con giống, ngày công lao động và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nên khu vườn có nhiều thay đổi sau một thời gian ngắn có được kết quả đó ngoài nỗ lực của gia đình ông Long còn có sự góp sức của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng dục nông nhất là vai trò của những cán bộ được tăng cường về giúp địa phương. Chúng phòng đã cán bộ tham gia cấp ủy hai xã phát huy tốt cái vai trò là tham mưu giúp các vị trí quyền địa phương củng cố quốc phòng an ninh dân phát triển kinh tế văn nói xã hội. Thời gian qua, cấp ủy chỉ huy các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đã tham gia giúp cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị, củng cố địa bàn vững mạnh. Đến nay, các đồn biên phòng đã tăng cường 5 cán bộ tham gia cấp ủy tại 5 xã, 30 cán bộ đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn làng. Những cán bộ này đã trở thành lực lượng nòng cốt hỗ trợ cho cấp ủy chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thôn xã hoạt động nền nếp hiệu quả hơn đảng ủy ban chỉ huy đơn vị cũng đã phối hợp cùng với các ủy chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền vận động đến từng thôn từng hộ gia đình trong xã Đắc Xú những cách làm những mô hình à, giúp cho phát triển kinh tế. À, bên cạnh đó thì đồng với phòng Đắc Xú cũng đã triển khai thực hiện nhiều cái chương trình phần việc giúp dân. Đây là công trình nước tự chảy ở thôn Đắc Long Giao xã Đắc Xú công trình được đồn biên phòng đắc số phối hợp với cấp ủy chính quyền và các nhà hảo tâm huy động gần 100 triệu đồng đầu tư xây dựng hoàn thành cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 500 người dân trên địa bàn. Với người dân là à, mọi người nhà nào mà không có giếng thì vô đây lấy nước tắm rửa giặt giũ chính sự kiên trì bám dân bám làng của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đã góp phần vận động người dân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thực hiện các quy ước hương ước ở thôn làng xóa bỏ các hổ tục bằng nhiều nỗ lực cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng cùng với cấp ủy chính quyền đã tuyên truyền cho người dân hiểu và làm theo góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân, xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên khu vực biên giới. Thời gian vừa qua thì đồn biên phòng cũng đã quan tâm giúp đỡ cho nhân dân cũng như là xã một số cái mô hình trọng điểm. Trong đó có cái mô hình là hỗ trợ bò sinh sản cho người dân, rồi gây chương trình xóa nhà tạm, có cái đóng góp nhiều trong cái công cuộc mà xây dựng nông thôn mới lực của cả hệ thống chính trị cùng với sự tham gia chủ động tích cực của người dân, đến nay tất cả 5 xã biên giới trên địa bàn huyện Ngọc Hồi được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả này có sự đóng góp công sức của cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. Chuyên mục vì chủ quyền an ninh biên giới hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chào các đồng chí và các bạn.